Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần thứ hai của chương trình, tức là phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Thượng viện không thể đảo ngược lại phủ quyết của ông Trump về nghị quyết Oran. Thượng viện vào ngày 7 tháng 5 không hội đủ phiếu để chống lại quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với nghị quyết hạn chế quyền hạn của Tổng thống về chiến tranh đối với Iran. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine dẫn đầu được cả Hạ viện lẫn Thượng viện thông qua yêu cầu ông Trump không điều động quân đội chống Iran trừ phi Quốc hội tuyên bố chiến tranh hay cho phép rõ ràng sử dụng quân đội. Đây là nỗ lực mới nhất của Quốc hội muốn lấy lại quyền hiến định của Tòa Bạch Ốc về tuyên bố chiến tranh vào lúc ông Trump phát động một chiến dịch áp lực tối đa để chống Iran. Tổng thống Trump đã phủ quyết hôm 6 tháng 5 và gọi đây là một nghị quyết xúc phạm, cáo buộc phe Dân Chủ đã sử dụng nghị quyết để chia rẽ phe Cộng Hòa và nỗ lực lấy lại Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa phe ông Trump chiếm đa số đã bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống với tỷ lệ 49-44, nhưng không đủ tốt số 2/3, tức là 67 phiếu cần phải có. Trung Quốc tính giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Trung Quốc có thể sẽ giảm nắm giữ một lượng lớn trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ trong những tháng tới, nhằm đáp lại những mối căng thẳng thương mại hiện đang gia tăng và cuộc khẩu chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới về nguồn gốc và cách đối phó với dịch coronavirus. Tòa Bạch Ốc đã tranh luận về một số biện pháp nhằm bù đắp chi phí cho đại dịch, bao gồm tự xóa một số hoặc tất cả khoản nợ gần 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim mà chính phủ Hoa Kỳ đã nợ Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ không chọn biện pháp được so sánh như là lựa chọn hạt nhân. Chỉ cần đem ý tưởng này ra thảo luận cũng đã có thể thúc đẩy Bắc Kinh tìm cách tự vệ, tránh rủi ro bằng cách cắt giảm mức độ nắm giữ trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, cũng chính là các khoản nợ của Mỹ. Hành động này có thể sẽ gây khó khăn cho thị trường trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ trong lúc Washington đang tăng cường phát hành đáng kể lượng trái phiếu mới để trả cho một loạt các chương trình chống lại đại dịch và bù đắp cho những thiệt hại kinh tế mà dịch bệnh gây ra. Kính thưa quý vị, Neiman Marcus là doanh nghiệp bán lẻ thứ hai của Hoa Kỳ nộp đơn xin phá sản. Ngày 7 tháng 5, Neiman Marcus đã trở thành doanh nghiệp bán lẻ lớn thứ hai của Hoa Kỳ nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong tuần này vì các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 khiến cho tình hình kinh doanh ngày một khó khăn. Doanh nghiệp bán lẻ hàng cao cấp có trụ sở đặt tại Dallas đã làm thủ tục tự nguyện theo chương 11 của luật phá sản tại Tòa án phá sản Hoa Kỳ ở Houston sau khi doanh nghiệp bán lẻ quần áo Hoa Kỳ J.Crew cũng đệ đơn xin phá sản vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Neiman Marcus cho biết đã đạt được thỏa thuận với đa số chủ nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp mà khoản nợ khi doanh nghiệp dần mở cửa lại các cửa hàng sau lệnh phong tỏa do COVID-19. Doanh nghiệp đã nhận được sự bảo đảm tài chính trị giá 675 triệu Mỹ Kim để thực hiện các hoạt động trong quá trình làm thủ tục phá sản. Tiểu bang California cho phép vài cửa hàng mở lại nhưng khách không được vào trong. Thống đốc California ông Gavin Newsom vào hôm thứ Năm, 7 tháng 5 cho phép vài cửa hàng bán lẻ mở cửa lại nhưng không được để khách vào bên trong. Đây là quyết định nới lỏng lệnh ở nhà của ông nhiều nhất cho đến nay. Quyết định này là kết quả từ tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19 và là cột mốc đánh dấu California bước sang giai đoạn 2 trong kế hoạch mở cửa lại hoàn toàn tiểu bang gồm 4 giai đoạn. Kế hoạch của thống đốc Newsom có thể sẽ cho phép quận hạt mở cửa lại sớm hơn nếu đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về xét nghiệm và truy tìm người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, đồng thời bảo đảm hệ thống y tế địa phương đủ sức giải quyết nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Hôm thứ Năm, vài chục người biểu tình bên ngoài Quốc hội California tay cầm bảng hiệu ghi "Không phải quý vị lo sợ thì tôi bị mất quyền tự do". Tuần trước đã có hàng trăm người cũng biểu tình bên ngoài Quốc hội để phản đối lệnh ở nhà và hơn 30 người bị bắt giữ. Một bản tin về đời sống cho biết
Vườn sinh học của Brazil chào đón thêm một con đại bàng, Harpy. Vườn cư trú sinh học mang tên Bella Vista của Brazil đã chào đón một con đại bàng Harpy lông xù mới nở, một phần trong nỗ lực để giúp bảo tồn loài sinh vật hùng vĩ này. Con đại bàng non sinh ngày 26 tháng 4 là con đại bàng Harpy thứ 50, được sinh ra tại trung tâm, theo bác sĩ thú y Rafael Pedro Enrique cho biết, đây được cho là trung tâm sinh sản lớn nhất của đại bàng Harpy trên thế giới. Theo các nhà khoa học, đại bàng Harpy đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào loài sắp bị đe dọa và được coi là một trong những loài đại bàng lớn nhất trên thế giới. Và vườn cư trú sinh học Bella Vista của Brazil là một cơ sở được tạo ra sau khi quốc gia này xây dựng đập Itaipu khổng lồ để bảo tồn hệ động vật của khu vực. Và quán cà phê mèo giúp cho người Thái thư giãn trong đại dịch corona. Việc nới lỏng lệnh phong tỏa vì coronavirus đã khiến cho mọi người quay trở lại trên đường phố Bangkok. Và những con mèo cũng có việc làm trở lại. Công việc của chúng tại Cathay Cat Cafe bao gồm việc đi lang thang và làm vui lòng những khách hàng muốn thoát khỏi những mối căng thẳng mà đại dịch đã mang đến cho họ. Khách hàng cho biết họ cảm thấy thư thái hơn khi tới chơi với những con mèo. Xong rồi họ phải kiểm tra nhiệt độ và rửa tay trước khi vào. Một khi vào bên trong, họ phải đeo khẩu trang để phòng ngừa thêm, thì những con chó lông xù được tắm khô và được chải lông hàng ngày. Chủ quán cà phê Arista Limbana Wongsanon nói rằng cô chỉ còn khoảng một nửa số khách hàng so với trước đây. Arista hiện nay có 50 giống mèo khác nhau và có khoảng 35 con trong số chúng đi lại hàng ngày giữa nhà của cô và quán cà phê. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CVN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.